Mến chào quý cô chú anh chị em gần xa đã trở lại kênh LTK Bonsai. Thì hôm nay em có dịp một số mặt hàng muốn giao lưu cùng cô chú anh chị, mong cô chú anh chị xem kênh và ủng hộ mình. Nhiều như có mai chiến thủy chung nu nha cô chú anh chị. Rồi sam núi trái, linh sam có, me chua, kim quýt, rồi nguyệt quế cũng có nha cô chú anh chị. Rồi có me nữa, me chua nữa. Với một cây tùng. Có được một cây tùng Đài Loan. Cũng là thành phẩm chơi được rồi nha cô chú anh chị. Ông cô chú anh chị xem kênh và ủng hộ mình. Đầu tiên vô cây số 1 là một cây tùng này, tùng Đài Loan nha cô chú. Tùng này là tùng Đài Loan. Tai chi nó cũng bự rồi. Tai chi bằng ngón tay cái hết rồi. Cái đọt này nó bự bự ngón tay cái mình rồi nha. Nghe bà con về nữa bà con nhảy dây ra luôn. Cái này nữa cô chú anh chị vừa nhả dây ra được rồi, nó hơi xiết rồi. Đây mình để gì cho nó di chuyển cho nó. À, cây này là cây tùng Đài Loan nha, cây tùng này nó hình là nó có trái hay gì nè, Hồi hổm nó có chùm nữa. nó không có Trái chùm chùm. chùm, bữa nay rụng hết rồi, đang lú đây mới ngồi. À, cái nụ bông của Ừ, nó. lú nách nách bông nhiều Bông nụ bông. rồi. Quay đi rồi để mình thông số cho cô chú anh chị xem. Cây có chiều cao là nó 70, tán ngang của nó là nó 59. Hoành thân vị trí này nó 23 rưỡi, tính 23 thôi. Cái củ đặt chỗ này thì nó 33. Củ đặt sạch chỗ này nha, là 33. Đế cũng rễ cũng đều, chia đều hết. Cây này thần chậu khi đi mình bỏ bầu nha cô chú anh chị, chứ không Cái có gì ship cái mà không biết. chậu này nặng lắm. Rồi cái tùng, cây này là mã số 1, mình giao lưu là giá là 2 triệu 400 ngàn khi đi mình bỏ bầu, chứ không có ship cái chậu. Rồi tiếp tục là cây mã số 2 là một cây nguyệt quế nha cô chú anh chị. Nguyệt quế này là quế mình ghép nguyệt quế Thái nha. Đó, thì quế Thái thì đang cho cái hoa nó nhiều, nó ra hoa liên tục quanh năm. Nó hoa đang lú đó, cái đầu đọt đều gan hết. Trái chín. Nó có đang mang trái nữa. Nguyệt quế Thái thì được cái là nó bông nó quanh năm, Rồi cái muốn trái giờ nào cũng có. Đây có trái nha cô chú anh chị. Nguyệt quế mình ghép nguyệt quế Thái cành nó cũng bự rồi nè, lâu năm rồi. Rồi thông số chiều cao của nó là nó 32. Tổng cái tán ở đây là nó 33. Cái này hình thú nha cô chú anh chị, hoành ở đây 14 nha. Tổng hình thú ở đây là nó 31. Nó dài cũng trên 1 tấc nha cô chú anh chị. Cây này là cây nguyệt quế, ghép nguyệt quế Thái. Cốt chi nó bằng ngón tay hết rồi. Cây ghép lâu năm rồi. Rồi cây này khi đi mình ship luôn cả chậu là giá là 1,7 triệu nha cô chú anh chị, 1,7 triệu ship luôn cả chậu. Rồi tiếp tục một cây nguyệt quế nè cô chú anh chị, những cây này thần chậu nuôi lâu rồi nha. cái này ghim không anh Cây này là nguyên thủy chứ không ghép nha. Quế này không có ghép nhưng cũng đang ra hoa, lá sắn còn chùm. Có hoa hết, mấy nách lá này có đều hết rồi. Đây. Đang lú đậu hoa hết. Cái dòng này thì nó qua hoa quanh năm. Đây nó đang chỗ. Cây này là cây nguyệt quế nguyên thủy không có ghép nha cô chú anh chị. Lá sắn bông chùm, chiều cao nó 38. Tổng tán lá là 44. Rồi hoành vị trí là 17 rưỡi. Tổng mùa đế nó là 44. Cây này dáng bay bay, nó bỏ giò giống như thú. Rồi cây nguyệt quế mã số 3 này khi đi mình ship luôn cả chậu là giá 1 triệu 600 ngàn. Cây nguyệt quế Thái này cũng ship luôn cả chậu luôn. Rồi tiếp tục một cây kim quýt nha cô chú anh chị. Cây này có dáng bay, đế thì hình như hình thú. Những cây này thần chậu mà ép chậu lâu rồi. Cái để chút mình báo chỗ cái da nó bị cháy một chút không có sao. Chiều cao nó 34, tổng tán lá nó 50. Đây cái da nó cháy chỗ này bằng ngón tay của chú anh chị, nhưng mà nó đang kéo thẹo nè, kéo trên kéo dài xuống. Ở đây cũng được lửa nè, nhưng mà nó thành đá hết rồi. Những cây kim quýt thì mình không có sợ mục, thịt nó rất là cứng thì chơi lửa được. Mỗi mặt kéo cắt này nó khô gan hết rồi. Rồi thông số hoành, hoành thân vị trí là 18, tổng bộ đế đây là nó 78. Rồi cây kim quýt mã số 4 này vô lô giá là 2 triệu 600 ngàn khi đi mình ship luôn cả chậu cô chú anh chị. 2 triệu 600 ngàn ship luôn cả chậu. Rồi tiếp tục mình có một cây kim quýt này, kim quýt Thái nha, kim quýt mình mà ghép kim quýt ghép Thái.
Cái giống này đang cho nó trái, nó hoa nó nhiều đây, nó ăn trái đây. Trái non rất là nhiều cô chú anh chị. Đây. Quế Thái, cây quýt Thái thì trái nó quanh năm hoa nó ra nè. Có trái vô đẹp chơi. Đó, trái nó nhiều lắm, núp núp ở trong. Nói chung là đọt nào cũng có hoa có trái hết. Cái này cái thẹo này là nó lửa rồi đó, giờ nghe nó cứng thành đá, nó cuốn vô sâu rất là đẹp nghe, nghệ thuật nha cô chú anh chị. Còn mấy mặt cắt này là vẫn bình thường cứng chứ không có mục gì hết nha. Cây này mình bao một bọng nha. Rồi chiều cao của nó là nó 33, tổng tán lá là nó 37, hoành thân vị trí là nó 28 rồi cô chú anh chị, 28. Tổng bộ đế đây là nó 41. Cây này nó bỏ giò, hai giò như con thú nha cô chú anh chị. Cái đít này nó có mấy cái gu rất là đẹp. Cây này đừng cái nó quá dài. Cây này dáng tự nhiên của nó nghe, không có mục vọng gì nha. Đây. Mấy cái này cái gu nó nu ra nè. Nó vô nhô ra nè chứ không phải là ấy. Rồi cây kim quýt mã số 5 giao lưu với cô chú anh chị luôn cả cái chậu luôn là 3.800.000 cô chú anh chị. 3.800. Rồi tiếp tục mình có mấy cây me, lên được 3 cây me chua. Cây me chua này là cây mã số 6. Cây này bể cũ rất là đẹp. Cây này thừng chậu rồi nha cô chú anh chị, mình ép cho chậu lâu lâu rồi. Chiều cao của nó đến đây là nó 48. Tổng tán lá đây là nó 59. Hoành thân vị trí này 19. Hoành nó củ đế đặt ở đây là nó 44 rồi cô chú anh chị. Củ đặt nguyên một cục luôn. 44 cái củ. Cây đế bonsai rất đẹp. Rồi cây me, cây này mã số 6 giá 1.300.000, mình ship luôn cả chậu nhựa này nha cô chú anh chị. Chậu này bằng chậu nhựa nhưng mà mới nó chắc lắm. Rồi tiếp tục là mã số 10, ở mã số 7 là một cây me chua luôn. Cây này đừng cái nó quái. Chiều cao của nó là nó 49, tán ngang của nó là nó 48. Đo cũ ở đây là nó 38. Rồi cái rễ nó sổ lên đây là nó 18 nha. Rễ sổ lên 18. Nó sắn sắn cũng như là một con rắn nó phanh lại. Rồi cái me chua này là mã số 7 giá 1.200.000 nha cô chú anh chị. 1.200.000 mình bao gồm phí ship. Số điện thoại giao lưu của mình là 0915725306. Mình tên là Triền, ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, La Dung, Đồng Tháp nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị có chốt hàng liên hệ qua số điện thoại giùm mình. Rồi tiếp tục là mã số 8 cũng là một cây me chua luôn, cây rất là quái. Chiều cao của nó là nó 42, tổng tán lá là nó 44. Hoành cũ ở đây là nó 27. Cái độ nó bò ra đây là nó 23 cô chú anh chị. Nó bò cái thân nó bò ra đây là 23. Cây rất là quái. Rồi cây me chua này mã số 8 giá 1.100.000 của chú anh chị, 1.100.000. Rồi tiếp tục mã số 9 là một cây sam hương, sam hương Đài Loan. Cây này mã số 9, nói chung mấy cây này mình vô được mấy nước dây rồi nha cô chú anh chị. Vì sắp gỡ dây nhôm được rồi. Cây này có chiều cao là nó 39. Tổng tán lá là nó 45. Hoành thân vị trí này 22. Hoành củ rễ đây là 52. Cây những cây này mình ép chậu đây cũng thừng chậu hết rồi cô chú anh chị. Rồi cây này là cây sam hương Đài Loan. Cây mã số 9 này là giá 1.300.000. Mình ship luôn cả chậu. Tiếp tục mã số 10 cũng là một cây sam hương Đài Loan luôn. Sam hương Đài Loan nha cô chú anh chị. Cây này cây mã số 10. Cây này chỉnh sửa được mấy nước dây rồi, sắp gỡ kẽm được hết rồi. Tổng chiều cao nó 46. Tán lá ở đây là nó 49. Hoành ở đây là nó 26. Hoành củ đế đặt ở đây là nó 53. Đó, cây này cây sam hương Đài Loan nha cô chú anh chị. Cây này là cây mã số bừ. Giao lưu cô chú anh chị là giá 1.200.000. Rồi tiếp tục là mã số 11 cũng là một cây sam hương Đài Loan luôn. Cây này là mã số 11.
Chiều cao của nó là nó 45, tổng tán lá là nó 46. Cây rất là quái, những cái co lắc rất là quái nha cô chú anh chị. Đường thân nó rất là đẹp. Rồi cây này vị trí ở đây là 19 hoành nha. Đó trên 19 dưới này có cục ru không đo xuống được. Rồi cây sam hương Đài Loan, cây này là cây mã số 11 và giá 1,1 triệu nha cô chú anh chị. 1,1 triệu bao phí ship cả chậu. Rồi tiếp tục là cây mã số 12 cũng là cây sam hương Đài Loan. Cái này cái rễ nó bị cháy cái đường này nha, cái rễ này sống nha. Ở đây nó cháy cái đường này, ở đây mình bán rẻ cho cô chú anh chị chơi. Cây rất là sống, cây bao sống khỏe. Với rễ này vừa cô chú anh chị đục bỏ rễ này thôi. Cái trên này nó bị khô một chút. Nhưng mà cây sống khỏe bình thường, sam hương nó rất là mạnh. Cây này chỉ có 900 ngàn cô chú anh chị ơi. Chiều cao nó 41, tổng tán lá là nó 44. Hoành nó 20. Củ đế ở đây là nó 49. Rồi cây này giao lưu giá 900 ngàn cô chú anh chị, vì nó bị lỗi đó bán rẻ. Rồi tiếp tục thêm cây nữa. Tiếp tục cây mã số 13 là một cây gặp. Là mã số 13 là cây linh sam 86 lá gí nguyên thủy cô chú anh chị. Cây linh sam 86 lá gí. Rồi, cái này bán một cặp nha. Hai cây này tàn mịn, nó đang ra hoa hết rồi. Hoa tím hết rồi. Những cây này thừng chậu. Cây này nó có cái lỗi nó lửa ở đây thôi nha, nhưng cây sống khỏe, còn cây này lành lặn không có bị lửa nha chú anh chị. Giống như bán cây tặng cây đi. Cây này có chiều cao của nó là 26, tán lá của nó là 27. Cây này chiều cao là 22, tán lá đây là nó 30. Hoành cây này là nó 15. Đó. Rồi hai cây này mình bán giá 600 ngàn nha, mình bao ship luôn cả hai cây luôn nha. Bao ship cả chậu gì luôn, 600 ngàn. Rồi tiếp tục cái này là mã số 14, cũng là linh sam 86 lá gí nguyên thủy luôn. Những cây này không có ghép nha cô chú anh chị. Mịn tàn hết rồi, chiều cao nó 23, tổng tán lá là nó 34. Hoành thân vị trí này 18. Tàn rất là mịn nha cô chú anh chị. Tàn cứng ngắt hết rồi. Chân dâm dày đặc hết rồi. Rồi cây này mình giao lưu với cô chú anh chị là giá 800 ngàn nha. Cây này mã số 14 800. Tiếp tục mã số 15. Cũng là linh sam 86 lá gí nguyên thủy luôn. Chiều cao của nó là 18. Tổng tán lá là nó 32. Hoành thân vị trí là 18 luôn. Tàn rất là mịn này. Rồi cây này giá 800 ngàn nha cô chú anh chị, đế đều bốn mặt hết nha. Cây mã 15 linh sam 86. Rồi tiếp tục là mã số 16 là cây sam núi trái nha. Cây mini để bạn cô chú anh chị. Cây những cây này thừng chậu, mình ship luôn cả chậu. Cây có chiều cao là nó 25, tổng tán lá là nó 40. Hoành vị trí này là 10. Rồi cây này ship luôn cả chậu, mã số 16. Cây sam núi trái là giá 700 ngàn nha cô chú anh chị. Cây này 700. Đó, mình ship luôn cả chậu luôn. Rồi tiếp tục là mã số 17, cũng là một cây sam núi trái luôn nha. Những cây này là có trái hết rồi. Mình đang xử lý cho nó ra hoa lại nữa. Đợt kia nó trái nó rụng hết rồi. Nó đang cắt tỉa vậy cho đâm đọt mới nó ra trái. Cây này có chiều cao là nó 36. Tổng tán lá ở đây là nó 60. Nó còn mấy trái mà nó chín rồi nè. Chín đen hết rồi. Già nó chín rồi nè, quá nó rụng. Rồi đo cái hoành thân của nó chỗ này nha cô chú anh chị, bị cái nẻ nu. Hoành thân chỗ này nó tới 23 đó. Hoành thân chỗ này 23. Rồi tổng cái củ đế của nó là nó 47 nha. Đế tròn. Cây này nói chung là liền thẹo hết rồi nha cô chú anh chị, lên nu nần hết rồi. Không có thẹo dít, không bị cháy lửa nha. Không bị cháy, không bị lửa gì hết. Xương dâm cái này gửi gì kẽm được nè cô chú anh chị. Có con cây mình gửi kẽm đi chút đem lên cho cô chú anh chị coi. Gửi được hết rồi, tại mình làm không không. Cây này gì cô chú anh chị cứ tháo kẽm mà chơi được rồi. Đây đang lú trái non nè. Sắp sửa đang gộ. Rồi cây mã số 17 này mình giao lưu cả chậu là giá 4,500,000 cô chú anh chị. 4,5 triệu. Rồi tiếp tục là mã số 18. 18 cũng là một cây sam núi trái luôn. Cây này mã số 18 nha. Những cây này thì gì gỡ kẽm được hết rồi.
Cây này là cây mã số 18. Cây có chiều cao nó là 41. Tổng tán của nó là 65. Tổng tán là 65. Quỳnh thân vị trí này là 20. Tổng cái nồi đế của nó là 43. Cái xăm nó cháy nha cô chú anh chị. Tàn rất là mịn hết rồi. Cái xương dâm nó này vừa tháo vừa kẽm được hết rồi. Đành thẹo hết. Con tay chỏ hết rồi. Rồi cái này là cây mã số 18. Mình giao lưu cả chậu là giá là 4.500.000 nha cô chú anh chị. 4.500.000. Mã số 18. Tiếp tục là mã số 19. Cũng là một cây sâm nấu trái luôn. Cây này tàn rất là mịn rồi. Tay chi nó to hết rồi. Vì là cắt dây kẽm bỏ hết được rồi. Mình có tháo thử một cây rồi đó. Chiều cao của nó là 36. Tổng cái tán nó là 62. Hoành thân vị trí là 23. Những cây này đế rất là đẹp. Già cây lắm rồi. Rồi cái củ đế nó là 44 rồi cô chú anh chị. Tổng cái nồi đế nó 44. Cây này cây sâm núi trái. Cây này hai thân nó quyện, một cành trực, một cành đổ. Đây hai thân nó quyện rồi cô chú anh chị. Rồi cái này là cây sâm núi trái. Cây này là cây mã số 19. Giá cũng 4.500.000 luôn nghe cô chú anh chị. 4.500.000. Tiếp tục mã số 20. Đó cây này mình gỡ kẽm nghe cô chú anh chị. Đang tháo kẽm bắt đầu là nó tức mình. Nó đang búng ra, ra trái cô chú anh chị. Nó búng xương đều hết rồi. Là đợt này là ra trái luôn đó. Búng xương non hết rồi. Cây này mình tháo kẽm ra là ở đâu nằm đó hết rồi nè. Mấy cây kia là tháo được hết nhưng mà làm không kịp. Cây này có chiều cao của nó là 30. Tổng tán lá nó là 69. Rồi hoành thân ở đây là 23 nha cô chú anh chị. Ngang cái củ rễ là 23. Cây nào cũ nó cũng to. Rồi tổng bùa đế nó 50. Để nghiêng lại cái xương dâm cho cô chú anh chị coi. Xương dâm nó rất đầy đặc hết rồi. Cây lình lặng hết, không còn thẹo dít. Nó lên nu xù trơn rồi. Già cái lên nu hết. Rồi cái sâm núi trái là cây này là mã số 20. Cây này chỉ giá là 4.200.000 cô chú anh chị. 4.200.000 là mình ship luôn cả chậu luôn. Tiếp tục là mã số 21 là một cây mai chiếu thủy. Nu này nu đàn keo hay gì nghe cô chú anh chị. Hoa nó ra cũng rất là gộ, không ra nó rụng bớt rồi. Chiều cao nó 34, tổng tán lá là nó 42. Hoành vị trí là nó 21, mấy thẹo nữa lành hết nè cô chú anh chị, đừng sợ mấy cây mai chiếu thủy thì nó mau lành lắm. Nu cũng đều mình hết nè cô chú anh chị. Đây. Cái này chơi phong tầng dù. Rồi cây này là cây mã số 21, giá 1.000.000 mình ship luôn cả chậu cô chú anh chị. Rồi tiếp tục mã số 22. Cũng là cây mai chiến thủy, cây này là cây chung nu nha. Cây này mấy thẹo qua cắt nó gần lành hết rồi. Nó còn tí nữa đầu ngón tay nó lành hết mấy thẹo. Chiều cao nó đến đây là nó 25, tổng tán lá là nó 31. Hoành thân vị trí này là 20. Cây này rất là già nu nần hết rồi. Rồi cây này cái mã số 22 giá 1.000.000 luôn nghe cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mã số 23. Mong cây mai chiến thủy chung nu nghe cô chú anh chị. Cây chung nu là cái thẹo trên này là lành hết rồi. Còn cái thẹo này bằng bự ngón tay chút nữa lành nghe cô chú anh chị. Cây này là cây mai chiến thủy chung nu. Cây tai chi đi cũng chuẩn nha cô chú anh chị, đều gan hết. Cây này làm cũng chuẩn cây cho nó không có lỗi nha. Cái cốt đùi là bằng ngón tay tay cái nha cô chú anh chị. Ngón tay cái mình nè. Chiều cao của nó là nó 28. Tổng tán lá đây là nó 37.
Tổng hoành thân ở đây là nó 29 nha cô chú anh chị. Đo luôn cái cành năm luôn là 29 hoành nha. Còn củ đế thì nó cũng to lắm. Củ đế nổi đây nó 50 đó. Năm mấy tính 50 thôi. Cây bao không có một bọng gì hết nha cô chú anh chị. Mấy cái rễ này là mình đục cho nó thon lại thôi nha. Đục cho nó thon lại chứ cây không có một bể gì hết. Rồi cây này là cây mã số 23 là cây máy thủy trung nu là giá 3.200.000 của chú anh chị. Giá 3.200.000. Tiếp tục là cây mã số 24 cũng là máy chứng thủy trung nu luôn. Cây này đang giao hoa nè, cứng ngắt luôn nè. Mỗi đọt mỗi hoa. Là con chốt về là chỗ rộ. Đây về của chú anh chị về là chơi thôi, tỉa là chơi thôi, tàn nó mịn cứng ngắt luôn. Đây, xương dâm gần 1 gần 2 đi cũng chuẩn hết nha. Cây này sắp gỡ kẽm được hết rồi. Cây được cái là cái xương dâm nó dày lắm, cây này nó khỏe cây. Nó vót ngọn nha cô chú anh chị. Vót như cái chỉa. Lên trên mấy cái thẹo còn bằng đầu ngón tay nó lành hết nha. Cái này còn đầu ngón tay chỉ vô hả. Nó cái này cũng còn ngón tay nè, là vít luôn nha. Cây nó đang cuốn thẹo vô rất là mạnh. Chiều cao của nó là 28. Tổng tán lá là nó 43, tán lá 43. Hoành thân vị trí này là 29 nha cô chú anh chị. Hoành thân 29. Đế này thường là đế thiên nhiên chứ không phải đế sắp. Cây nó tự nhiên của nó. Đế nó tự nhiên chứ không phải cây sắp đế. Nhưng mà nó cũng rất là đều nha cô chú anh chị. Rồi cây mai chứng thủy trung nu. Cây này là cây mã số 24. Giá của nó cũng là 3.200.000 đó nha cô chú anh chị. 3.200.000 ship luôn cả chậu. Số điện thoại giao lưu của mình là 0915725306. Số Zalo là số đó. Mình tên là Triền ấp Hòa Khánh xã Vĩnh Thế, Lai Dung, Đồng Tháp nha cô chú anh chị. Rồi cây này cũng là một cây mai chiến thủy trung nu luôn nha, da đen. Cây đang thừng chậu nha. Cây này cái thẹo nó còn hai ngón tay nữa nha cô chú anh chị. Cái thẹo mà cắt nó đang trắng tư luôn, nó đang cuốn đó, còn hai ngón tay nó bít rồi. Những cây này thì nó mau cuốn lắm. Cái gì nữa chốt xong mình dán giấy bạc cho cô chú anh chị. Chiều cao nó 22. Tổng tán lá nó 39. Hoành thân vị trí này nó 28. Tổng cái nồi đế. Tổng cái nồi đế nổi của nó là nó 62 cô chú anh chị. Đế nổi nó 62. Cúc đùi bằng ngón tay cái nghe cô chú anh chị. Mấy cây này làm chi nó đi cũng chuẩn nha. Tàn cũng mịn hết rồi. Mới tỉa vô đây nó ra lá non lại nè. Rồi cái mai chiến thủy trung nu mã số này là mã số 25, giá là 2.900.000 cô chú anh chị, ship luôn cả chậu này luôn, 2.900. Rồi tiếp tục là cây này là mã số 26, cũng là một cây mai chiến thủy trung nu trực lắc luôn. Đó, cái cành là bằng ngón tay cái mình rồi nha. Cái thẹo này nó cuốn vô còn bự hơn ngón tay chút, ví dụ cô chú anh chị có chốt thì mình dở với bạc cho coi. Đó, vì mới dán lại cho nó mau lành thôi. Cái cây này là bao bao cây khỏe, không có bị một bọng một mặt cắt nha, mặt cắt trắng tư luôn. Mai chiến thủy trung nu chiều cao nó là nó 30 cm, tổng tán lá là nó 43. Cái hoành thân vị trí này là 36 rồi cô chú anh chị. Hoành thân 36 cho tổng mùa đế nổi nó. Tổng mùa đế nổi nó 60. Đế nổi nó 60. Cây đế đều hết 24 giờ nha cô chú anh chị. Cây này vót ngọn trực lắc. Mấy cành này đi cũng chuẩn lắm. Cây này chỉ nuôi cho nó lên san hô nữa là chơi đẹp thôi. Nghiêng cái tán cho cô chú anh chị xem. Tán rất là mịn nha. Đây, tai chi đi chuẩn đều gan hết. Lắc lượng hết nha cô chú anh chị. Đế thì nói chung là nó đều rang hết, nó không có thiếu. Cốt đọt mập hết rồi. Cây nó bo thẹo mạnh lắm. Rồi cây này cây mã số 26 mình giao lưu cả chậu luôn là giá là 6.100.000 cô chú anh chị, 6.100. Mai chiến thủy trung nu. Mã số 26 6.100. Rồi tiếp tục mã số 27 cũng là một cây mai chiến thủy nu da đen lá lớn nha cô chú anh chị. Cây này là lành tích thẹo hết nha. Đó cây này mình nuôi là lành tích thẹo hết rồi. Cốt chi này bự ngón tay cái là thử coi cốt chi này được bao nhiêu sen.
Cái này là nó hơn 10 sen nè cô chú anh chị, gần 11 sen cốt này nè, 11 sen nè, cốt đùi rất là to. Cái này là mai chiến thủy da đen lá lớn nha cô chú anh chị, da đen lá lớn thì lá xương dâm nó rất là dày, mới đây mình xương dâm nó mịn hết rồi. Cái này qua một nước thay lá một lượt nữa là cái này dở gì kẽm được hết rồi. Nó đang giao hoa nhóc nhưng mà tại vì mình cắt vỏ là cho cây nó khỏe cây đó. Rồi cây này là cây mai chiến thủy chung nu da đen lá lớn, thông số chiều cao của chú thì xem là chiều cao nó 26, tổng tán lá đây là nó 45. Chưa để từ từ uống nữa. Rồi hoành thân ở đây là 24 nha cô chú anh chị. Rồi tổng cái bộ đế nổi đây là nó 45, bộ đế nổi 45, đế điệu 24 giờ cô chú anh chị. Cây này rất là già cây rồi, lành thẹo hết rồi. Cây này là cây mã số 27, giá là 4.600.000, mình ship luôn cả chậu cô chú anh chị, 4.600.000. Mang thủy da đen đã lớn rồi. Tiếp tục rồi, cây này là cây chung nuôi cô chú anh chị, đây tàn rất là bệnh cứng ngắt hết, là xương dâm cứng hết nè, đang ra ha là cứng cây luôn. Cái này nó ra được đọt này cứng cây hết, cây này lành tích thẹo 100% của chú anh chị, không còn thẹo dít nha. Đế 24 giờ đây, thẹo lành hết, nhưng cái thẹo này là lành lặn hết, không còn thẹo nha. Cái này cái rễ này nó bị phù để mình cạp xuống cho nó bằng thôi chứ không có hư hao gì nha cô chú anh chị, khoảng vài tháng nó lành hết. Dưới đây cái cũng cạp cho nó bằng thôi, mình đục xuống cho nó bằng đế. Đó, mai chiến thủy chung nu da đen, nu cái này nu hết mình luôn. Chiều cao nó là nó 30 sen nha cô chú anh chị, tổng tán lá đây là 51. Hoành thân ở đây là nó 25, cái này là đôi đó 25 với đôi chạc, khiến bự lắm, bị nó nở củ tỏi. Rồi cái bọn tổng bộ đế đây là nó 43, đế nổi là 43 cô chú anh chị, đế đều rang hết. Cây nu nần cái nãy già nó không còn thẹo, cắt giật cái đây là lành luôn, mà lành tích hết. Mai chiến thủy chung nu cây này ship luôn cả chậu cô chú anh chị. Cây này là mã số 28, ship luôn cả chậu là giá là 4.900.000 cô chú anh chị, 4.900. Rồi tiếp tục là cây mã số 29, là mã số cuối cùng nha cô chú anh chị, là cây linh sam sông Hinh. Cây này lá nhỏ cô chú anh chị, đang ra hoa đây, chừa hoa cho nó ra đây. Cây này cây sông Hinh lá nhỏ đây cô chú anh chị, đang uống hoa đều hết rồi. Chiều cao của nó là nó được 24 sen, tổng tán lá nó là nó 38, đế cũng đều, đế sắp mấy cô chú anh chị. Rồi cái hoành vị trí này là nó 22, hoành thân 22 ngang cổ rễ. Rồi đế này 24 giờ đây cô chú anh chị, đế rất là đều. Rồi cái linh sam mã số 29, mã số cuối cùng này là mình giao lưu với giá là 1.500.000, ship luôn cả chậu cô chú anh chị, 1.500.000. Rồi cuối clip mình cũng xin chúc cô chú anh chị xem kênh được nhiều sức khỏe, và cũng rất mong được sự ủng hộ của cô chú mình ở đây, chân thành cảm ơn nhiều. Xin chào cô chú.